Chào các bạn, tôi sẽ hướng dẫn cách ghép cây mít siêu sớm. Trên gốc đã bứng và ươm bô bọc. Đây là những cái gốc cây mà người ta đã bứng ươm bô bọc chuẩn bị ghép. Ở đây cái gốc đã được ươm bô bọc rồi nè. Và cây mít ươm hạt được ươm bô bọc và cắt ngọn đi. Và cái nguyên liệu thứ hai cần có để ghép đó là chồi ghép. Chồi ghép thì được cắt xuống từ cây mít chân gai siêu sớm. Các dụng cụ như là dây quấn, đây cái dây trắng trắng là dây quấn này. Rồi bao ni lông dùng để trùm lại sau khi ghép xong. Và cái dụng cụ quan trọng nhất đó chính là dao. Và bây giờ chúng ta hãy xem cách ghép. Đầu tiên là rọc hai phần da trên gốc ghép, một phần lên trên và một phần xuống dưới. Đây, một phần da phía dưới, phần da lên trên, như thế đó. Và trên chòi ghép cho em một chòi ghép thì cắt vát hai đầu, cắt khoảng 45 độ rồi. Đó, bây giờ bắt đầu gắn chòi ghép vào gốc ghép. Đó, gắn vào như thế đó. Và dùng dây quấn quấn lại. Dây quấn này là dây đi lông giãn, nó mềm thôi chứ nó không cứng. Rồi xong. Sau khi gắn xong thì dùng bao ni lông và thun để trùm kín. Và để vào bẫy ươm. Để vào bẫy ươm khoảng 1 tháng thì cái chồi ghép nó bắt đầu nó nảy mầm. À, bây giờ ta hãy tiếp tục xem cây thứ hai. Rồi. Trên gốc ghép đã xong. Và bây giờ cắt mắt ghép. Cắt mắt ghép xong, gắn vào. Ok, một. Cầm phải cho cứng nha, chứ để không cứng là không được nha. Bé nè, rớt chứ không rớt rồi nha. Đó, sau khi gắn vào xong thì nó như thế này. Và chỉ cần dùng dây quấn quấn lại. Rồi. Rồi bây giờ quấn. Anh quấn rồi nè. Không được con ơi, tử này không được rồi. Anh quấn chậm chậm thì vậy. Dạ đó, anh này anh quấn chậm cho mình xem đó. Rồi xong. Và dùng bao ni lông trùm lại. Để vào bể ươm. Và để vào bể ươm đây 1 tháng nó nảy mầm thì tháo bao ni lông ra. Rồi đây 1 tháng sau khi ghép thì nó nảy mầm như thế này. Nó nảy mầm trong cái bao ni lông trùm này luôn. Và chúng ta tháo ra. Tháo bao ni lông ra. Đó. Và được một cái cây như thế này. Đó, cái mầm này nó vừa nảy mầm lên thôi. Đó, đây đều là những cây vừa nảy mầm nè. Nó là khoảng 10 ngày sau khi tháo bao ni lông thì nó bắt đầu có lá như thế này đây. Và khoảng 2 tháng sau khi tháo bao ra thì nó như thế này. Và nó thành một cây đem đi trồng được rồi đó. 2 tháng sau khi tháo bao ni lông và 3 tháng sau khi ghép là được một cây hoàn chỉnh có thể đem đi trồng. Siêu sớm chăn gai. Đây là giống mít đang được trồng nhiều hiện nay. Và được Thế giới cây giống phân phối tại 7 cửa hàng ở các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, Bình Dương và Đắk Nông. Đồng thời có cung cấp sỉ ra khu vực miền Bắc và cho các đơn vị bán lại với số lượng lớn và giá cả cạnh tranh. Thì mít siêu sớm là mít có xuất xứ từ Thái Lan, được nhập vào Việt Nam mấy chục năm rồi, nhưng mà những năm trước thì không có được nhiều người chú ý.
nhưng mà vài năm gần đây khi Trung Quốc bắt đầu thu mua trái thì giá tăng cao và mít này được người ta trồng nhiều. Từ những vùng trồng ban đầu tại Cây Lậy, Tiền Giang, Chợ Lết, Bến Tre thì bây giờ nó phát triển ra khắp cả nước rồi. Số lượng người trồng mới ở các tỉnh phía Bắc như là Nghệ An, Thanh Hóa cũng không hề kém miền Nam. Mà nó là loại cây dễ trồng cho nên chỉ cần đất không ngập úng là người ta trồng được. Cùng xem vườn mít Trang Gai đang có trái tiểu quả tại Cây Lậy, Tiền Giang. Và đặc điểm của mít Trang Gai này là nó thường hay bị thối trái. Và để chống thối trái thì người ta có một biện pháp, đó là dùng thuốc. Thường thì người ta xịt thuốc nó sẽ chống thối trái, và đây là cái thuốc. Thuốc 30 trị nấm diệt khuẩn, nó là thuốc trừ bệnh sinh học. Thành phần là có oligosaccharid. Một bình xịt bao nhiêu anh Tư? 20 lít nước 30 cc thuốc đó. À, và xịt với liều lượng là 30 cc cho một bình 20 lít nước. Ở đây là bình 20 lít nước này, thì sẽ xịt 20cc. Thì nhiều người có vườn mít và không biết để chống bệnh thối trái như thế nào, thì đó xịt cái thuốc đó. Để coi xem kỹ lại cái thuốc này. À, đây, chúng ta xem. Phải lắc đều lên thuốc để nó ngấm đi. Thuốc này phải lắc đều. Ba mươi cc. Nó cho em coi 30cc. À, đó. Ở trên cái ly thì nó có những cái mức đó. 75, 50, 30. Rồi. Và đổ vào bình. Được thôi, nó đơn giản như thế chứ cũng không khó khăn gì. Và xem kỹ lại, nó là thuốc trị nấm diệt khuẩn, phục hồi cây nhanh. Để là xem tên công ty. Số đăng ký. Đơn vị đăng ký là Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt. Địa chỉ: Lô B 113 đường số 5, khu công nghiệp Thái Hòa, xã Đức Lập Hạ, Đức Hòa, Long An. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nano Bio phân phối. Đó là những thông tin về cái loại thuốc này. Có thông tin các bạn nhớ kỹ nhé. Công ty Nano Bio. Mít Trang Gai thì nó dễ thối trái, nhưng mà nó cũng không có thối nhiều lắm đâu. Hiện tại thì ở Tiền Giang này nó cũng không có thối nhiều, nhưng mà do giá tăng quá cao cho nên người ta xịt phòng luôn. Và thường thì nó sẽ thối vào mùa mưa, nhưng mà hiện tại trong vườn này thì chưa thấy thối gì đâu, chủ yếu người ta xịt phòng thôi. Và những cái thuốc này thì xịt phải cách ly trước khi bán, là trước khi bán trái khoảng nửa tháng thì không xịt nó nữa. Và nguyên nhân người ta xịt trong cái đợt thuốc này là do giá bán tăng cao quá. Giá hiện tại lên đến 62.000 một ký. Một cái giá kỷ lục của tất cả các loại mít ở Việt Nam. Đây, và hiện tại thì đang phun bằng bình phun sạc điện. Mới cần nha, tôi đi gặp tôi được. Chống bệnh thối trái thì chỉ đơn giản như thế thôi. Nhưng mà còn một yếu tố không thể thiếu nữa, đó là phải cắt cành cho nó thông thoáng,
rồi không chừa những cái quá thấp ở mặt đất. Đó là về căn bản của phòng trừ bệnh thối trái, còn xịt thuốc thì chỉ là một biện pháp tình thế mà thôi.